trên báo Nhân dân có bài Những tín hiệu khả quan cho tăng trưởng kinh tế. Tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2023, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc ngay trong tháng đầu tiên của năm mới 2024, với các chỉ số thống kê trong nhiều ngành, lĩnh vực đều cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1 năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ, Đáng lưu ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 16 địa phương và chỉ còn giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Về tình hình đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký tháng 1 năm 2024 tăng mạnh 40,2% so với cùng kỳ, vốn thực hiện đạt 1,48 tỷ đô la Mỹ, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mức tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ, xuất siêu 2,92 tỷ đô la Mỹ cũng cho thấy tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài doanh nghiệp chật vật vì thiếu đơn hàng. Mục diễn đàn chủ nhật trên báo của đội nhân dân số ra hôm nay có bài Lan tỏa lối sống xanh. Du xuân là phong tục của người Việt khi đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện. Du xuân trở thành xu hướng của đời sống xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, du lịch Việt Nam bùng nổ do lượng khách du xuân tăng cao. Các khu, điểm du lịch trên cả nước đông nghịt. Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa tốt đẹp và tác động tích cực đối với ngành du lịch, thì việc nhà nhà du xuân, người người du xuân cũng gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường và di sản văn hóa. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, hành vi, cách ứng xử của du khách theo hướng sống xanh. Bài viết Ăn xin online trên báo Tiền Phong phản ánh việc bằng cách trưng mã QR trên ngân hàng kèm theo câu nhắn Ai cho cũng nhận, bao nhiêu cũng hoàn hỉ. Một số người đã nửa đùa nửa thật, biến mình thành một dạng ăn xin online, khiến cho cộng đồng mạng có không ít tranh cãi trong thời gian gần đây. Dịp Tết, những biến tướng xin tiền càng trở nên đa dạng hơn. Thực tế, sau khi việc thanh toán online được phổ cập, hành động in mã QR để nhắc lì xì đã được nhiều thanh niên và phụ huynh trẻ hưởng ứng. Xong, số ý kiến phản đối cách làm này lại khá quyết liệt. Họ đánh giá nó không như một hành động void, nó zoom lên. Nó như là một hành động vòi tiền trắng trợn khiến cho người ngoài cũng cảm thấy ngại dùng. Bên cạnh những ý kiến phản đối thì nhiều người vẫn bảo vệ việc mừng tuổi bằng cách chuyển khoản vì nó nhanh, tiện, phù hợp với xu hướng không dùng tiền mặt. Không còn tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp thìn 2024, công nhân người lao động đã trở lại làm việc. Theo bài viết sôi nổi khí thế sản xuất đầu xuân trên báo Hà Nội Mới, tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, khí thế sản xuất đầu xuân vô cùng khẩn trương nhộn nhịp, tất cả đang nỗ lực quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Sự chăm lo chu đáo của doanh nghiệp đã tạo động lực cho người lao động làm việc với năng suất chất lượng cao, tạo được môi trường lao động hài hòa, gắn bó, trách nhiệm và an toàn. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp. Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nổi bật có quy định chi tiết thêm 10 năm các trường hợp gia đình cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân bài viết loại đất nào không có giấy tờ được cấp sổ đỏ trên báo đại biểu nhân dân dẫn lời chuyên gia pháp lý bất động sản thạc sĩ nguyễn văn đình khẳng định quy định mới này chỉ giải quyết cho các trường hợp không có vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền do đó sẽ không có sự hợp thức hóa cho các trường hợp sai phạm như việc người dân cố tình lấn chiếm đất tuy nhiên chúng ta hiểu rằng khâu thi hành luật cũng rất quan trọng bởi không thể loại trừ hoàn toàn các trường hợp sẽ bắt tay cấu kết với các trường hợp vi phạm nhằm hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài rất nặng bao gồm cả chế tài về hình sự